Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại với shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445. Trước hết em xin chân thành cảm ơn tất cả những anh em đã từng mua hàng ủng hộ bên kênh của em và xem kênh của em. Hôm nay em có một số mặt hàng nội địa nhập cũ, anh em vui lòng nghe gõ xem kỹ trước khi quyết định mua. Thì mua bên em thì có hai hình thức để thanh toán. Thứ nhất là chuyển khoản, đơn hàng chuyển khoản đủ từ 300 ngàn trở lên thì em bao ship nha. Và anh em ship code vui lòng thanh toán thêm tiền ship giúp em. Thì tùy theo khối lượng cân nặng của cái sản phẩm của anh em mua thì nó sẽ có giá thành ship khác nhau. Rồi thì anh em muốn biết thêm thông tin sản phẩm, bất cứ sản phẩm nào, chiều dài, kích thước, cân nặng hay là bất cứ thông tin gì về sản phẩm của em bán bên kênh của em thì cứ việc liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0335172445 hoặc là Zalo số trên. Em xin chân thành cảm ơn. Rồi đây búa số 1 giá bán là 250.000 nha anh em. Đây. Bộ búa gì là 250.000, anh em vô lòng xem kỹ ha. Rồi còn cân nặng, kích thước gì nữa cứ việc liên hệ trực tiếp cho em sẽ giải đáp ha. Rồi, một cây nè. Hai cây nè. Ba cây. Bốn cây. Rồi. 250, bốn cây. Tiếp theo búa số 2. Búa số 2 nha anh em. Giá là 250, bốn cây luôn ha. Cần 100.000 ha. Cần 1/2 để xây được nha. Rồi, 1/2 nha anh em. Còn đẹp ok. Tiếp theo cần 2-300. 2-300. Đây ha, dài ha. Cái này dài khoảng 5 tấc nha anh em. 5 tấc mấy á. 300.000. Đầu 1/2 luôn, đầu 1/2 luôn. Rồi tiếp theo cần số 3. 400.000 nha, cần số 3 400. Rồi đâu là đâu chính lực này ha. Ra vô gì cũng có lực hết trơn, lực 90 nha, Newton. Rồi. Rồi lực 90 Newton, đầu 3/8. Đầu 3/8 nha anh em. Tiếp theo bánh xe nha. Rồi bánh xe này em có mấy cái nè, em thanh lý luôn. Anh em nào giờ muốn xài tận dụng xài gì đó xài. Vẫn còn hoạt động tốt nha. Đây. Đó. Rồi trên đây xay nha. Rồi, cái này thì là bánh 150 nè. Thì ví dụ như xe của anh em ở nhà đang 150 mà nó hỏng hơn bánh thì thay vô, nó vậy. Thì em còn mấy cái em thanh lý hết luôn, 340 hết lóng này nha. Bánh xe Nhật nha anh em ha, hoạt động tốt ha. Hoạt động tốt đây nè. Đó, lăn ok nha. Bánh này thì bánh cũng có thương hiệu luôn nha, nó có chữ. Bánh này bánh 130. Đó. 130. Rồi tiếp theo nha anh em. Đây bốn cái bánh này. Bốn bánh này. Đó, hai bánh chết. Ba bánh chết, một bánh sống. Đó, nè, này thì nó không quẹo quẹo, anh em về anh em sửa bẻ lại ha. Rồi, bánh còn nguyên ha. Rồi, đó, bốn bánh. Rồi, với ba bánh này bánh xay hình cái búa. Đây, này thì bộ này em thanh lý 340.000, chuyển khoản đủ bao ship bánh xe. Tiếp theo tới phần đội. Đội này đội số 1, đội xe nhông, đây nó hai tầng nè, anh em thấy ha. Hoạt động thì ok, ngon lành, lên xuống là gì chân chu. Đội này 3 tấn nha, có thương hiệu đầy đủ. Nè, KSK. Rồi 400.000 chuyển khoản đủ bao ship nha, hoạt động tốt nha anh em. Tiếp theo đội số 2, đội này thì chỉ có một tầng thôi. Đội này 450 luôn ha. Đội này thì đội 3 tấn luôn. Đó, MBK nè, còn nước sơn này còn đẹp, hoạt động lên xuống ok, ngon lành. Rồi anh em có dùng thì liên hệ với em. Tiếp theo đội số 3 em bán cho anh em 200. Đội số 3 200.000 nha anh em. Đây anh em xem ngoại hình đi. Rất là dày dặn và nặng luôn, chắc chắn hoạt động tốt, 200.000. Đó. 200.000 nha anh em. Hoạt động lên xuống ok, ngon lành nha. Hạ xuống nè. Rồi 200.000 nha anh em, đội số 3 nha. Tiếp theo tới đội số 4 là 200.000 luôn. Anh em nào dùng con nào thì lấy ha. 200.000 đội số 4. Mấy con này đội trọng tải của nó chịu được là 700 kg nha. Hai con. Đó. Đội chữ A nè 700 kg. Còn đội số 5 này thì đội chịu trọng tải được 1 tấn 50 kg. 1050 kg nè. Đội số 5 250.000. Anh em nào xài liên hệ.
con lớn nặng này ha, động tốt lên xuống nhẹ nhàng ok nha. Rồi 250. Rồi tiếp theo tới cái móc. Rồi móc giật tải ha, móc kéo xe hay là gì đó, móc lại gì đó, 150.000 nha nè, 150.000 cái móc 2 tấn. Móc chịu được 2 tấn. Rồi. Tiếp theo tới kìm, kìm nó được chi sinh làm mềm. Kìm được chi sinh làm mềm ha, 200.000 bộ số 1 nè. Kìm số 1 200 nha, hoạt động tốt nè. Đó, có lò xo luôn ha. Rồi cảnh cắt nè. Chớp sau nè ha. Đây, găng. Rồi ha anh em, một cây. Tiếp theo cái kìm cắt nè, đó, rồi một cây nữa là hai cây. Tiếp theo đó kìm găng nè, kìm mỏ bằng nè, đó ba cây. Tiếp theo tới kìm nguội, đó bốn cây ha. Bộ này 200.000 nha anh em, 200.000 ha. Tiếp theo nha anh em, kìm số 2. Kìm số 2 em bán cho anh em 250 nha, 250 nha anh em xem nè. Đó kìm găng này ha, kìm găng. Rồi cảnh cắt nè, đó găng nè, đó. Rồi một cây kìm mũi nhọn, kìm mũi nhọn hoạt động tốt luôn nha, đó anh cắt nè. Rồi kìm cắt nè, anh cắt nè, đó sau nè. Rồi tới theo kìm găng nè, chi bách nè, đó anh cắt trước sau nè, đó găng. Rồi 250. Tiếp theo kìm mã số 3, 300.000, 300.000 ba cây. Rồi anh em ưng lý ý thì lấy ha. Đó 300.000 ba cây gì nè. Này. Này nha anh em, ngoại hình nó đây. Đây cái này là làm bằng thủ công nha. Đó. Rồi, anh em xem nè. Cái này là ok ngon lành luôn nha. Cái này chắc là nó bén luôn đó. Cái này chắc có thể là nó bén luôn đó ha. Rồi. Rồi ha, đó. Cái này nó gì nha anh em. Anh em xem nha. Đó, cạnh còn đẹp luôn. Này mỗi này nó bằng trang luôn nè ha. Đó. Rồi một cây nè, tiếp theo nè, cây này cũng càng cua nữa nè. Đó. Đó. Càng cua nè. Đó, rồi hai cây. Tiếp theo cây này gấp đồ nóng làm nguội rồi với anh lo gàn rồi gì hay gì nè. Đó làm thủ công luôn nha. Nó mỏ rất dài luôn, giống như cây kìm mỏ nhọn. Cây này xài rất hay luôn. 300.000 thôi nha anh em, chuyển khoản đủ bao ship luôn. Rồi tới kìm Mago nha, kìm số 4 em bán cho anh em nha, là 120. Kìm 420 nha, 1 nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây, 9 cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây, 13 cây, tổng cộng nha anh em 120.000. Rồi tiếp theo tới lục giác. Lục giác này em bán 180.000, giá 180.000 nha. Đó, bộ này giác này 6, 8, 2.5, 3, 4, 5 ha. Rồi anh em xem ngoại hình nè. Đó. Có cây này bị cong. Rồi. Giác này bán 180 Asahi nha. Giác 180 Asahi. Rồi. Giác số 1 nha. Lục giác số 2, 3. Lục giác số 2. Lục giác số 3 giá bán là 500. Hết trơn đúng này nha, vậy anh em chọn gì lại gấp vô ha. Một sâu nhiều sâu lắm, xong là đưa cho anh em xem đi, anh em thấy ưng ý thì lấy. Hết cái ống này 500.000 rất là nhiều luôn. Đó. Rồi, vậy anh em soạn sành lại ha, 500.000. Đây là tại hốt đại thay ngang, cái này em cũng không biết cái gì thứ gì trong đây nha. Mấy nấm bọng rồi gì trong đây nè. Đó. Rồi anh em làm thì liên hệ. Rồi tiếp theo tới nhông. Nhông nè, nhông thì một bọc về là em bán 100.000 bọc nhông ha. Bọc nhông về là 100.000 bọc. Anh em đổ qua cho anh em xem. Này là anh em nhớ mã nhông số 1 nha, anh lấy bọc nào lấy bọc đó nha. Rồi anh em có mấy bọc nhông gã máy Nhật Bản nha. Cái máy khoan, cái máy khoan, máy bắn vít rồi gì đó, lộn xộn xà bằng trong đây nè. Đó là mấy cái đầu nhông anh em tận dụng xài được gì xài về thay nhông ha. Đó thì như thế này đây, thì em bán cho anh em giá là 100.000. Đó 100.000 anh em ha. Đồ búa nữa nè. Rồi 100.000 nhông số 1 nè, có lông đỉnh nè. Tiếp theo nhông số 2, cái này ghi số 3 rồi mình nghe. Đây nhông số 2 đây,
Này là nhông số 2 nha, cũng 100 ngàn. Nhông số 2 100 ngàn. Tiếp theo. Nhông số 2, xếp đây. Nhông số 2 nha anh em, 100 ngàn nè. Anh em xem mấy cái đầu nè, ưng ý thì lấy về mình tận dụng, mình thay thế gì đó, thay thế ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha anh em, 10 nha. 10 cái, 100 ngàn. Tiếp theo, nhông số 3, em bán cho anh em giá là 100 ngàn. Nhông số 3 nha anh em, 100 ngàn. Rồi này là nhông số 3 nè. Nhông số 3 100 ngàn nha. Đây. Rồi một cái nè ha. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13 cái. Rồi. Tiếp theo nhông số 4. Nhông số 4 100 ngàn. Anh em đang cần xài cái nào thì lấy cái đó nha. 100 ngàn một bọc. Mua bọc gì luôn đi ha anh em. 330 ngàn. Này là motor gã máy ha. Em làm biến thử quá, không thử không bao luôn ha. Rồi 2 cái, 4 cái, 6 cái, 8 cái, 10 cái, 10 cái, 330 ngàn. Anh em chuyển khoản đủ bao xếp, không bao gì hết nha. Motor gã máy. Rồi tiếp theo cái màn ý. Nó không thử bán có 5 cái hả. Rồi đây nha anh em. Màn ý. Màn ý em bán 240 nha. Màn ý 240 nè. 1 cái, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 6 cái, 7 cái, 8 cái. Đầu khoan 200 ngàn. Rồi đầu khoan là đầu khoan chân con nha. Cái thứ kẹp đầu em. Đây kẹp này kẹp tối đa 13 ly. Thương hiệu của nó đây, chữ nhất Nhật nè nha. Thương hiệu đây ha. Rồi đó chân con cho anh em biết là xài loại chân nào nha. Chân con này là chân con 16 ly mấy nè. Đó 16 ly mấy là đo ngoài này là lớn nhất 16 ly mấy đó. Thì cái đầu này 200 ngàn, kẹp tối đa 13 ly. Ở đây hoạt động nó được một khúc rất là trơn tru nha. Đây em đang dặn lên em thấy nè. Nó một khúc rất là trơn tru. Tới đây cái đầu nó hơi nặng nè. Đó nó cũng còn nhận được. Rồi tới đây là nó nặng nè. Dặn vô bằng cái bông mai thì dặn được luôn nha. Đó nó nặng thôi. Đó và anh em có thể là trong đây nó còn gỉ sét rồi gì thì anh em xài nhiều lần mở ra vô gắn vô máy á mình làm ha. Rồi cái này thì cái tình trạng cái đầu khoan này anh em nào mua thì nghe rõ xem kỹ trước khi quyết định mua giùm em nha. Đó đây chết mát đây. Cái đầu khoan này thì em bán cho anh em là 200 ngàn. Anh em có nhu cầu thì lấy ha. Rồi tiếp theo cái tay này là cái tay khoan nè, 50 ngàn. Cái tay khoan 50 ngàn trợ lực nha. Chân chân ngóc này thì là 11 ly mấy nè, 11 ly mấy á. Rồi tiếp theo nha, cái tay Tago. Tay Tago nè anh em xem ngoại hình này sử dụng nhiều nha. Rồi, con cái thằng này là sắt hết trơn luôn nè. Dặn vô dặn ra hoạt động tốt nè. Đó. Dặn vô dặn ra hoạt động tốt ok nha, bình thường ngon lành nè. Đó. Rồi đó anh em xem nha, xà beng thì em bán bộ gì 3 cây. Đó 270 ngàn. Bộ gì 3 cây 270 ngàn. Size 240 ml, size 300 ml, size 330 ml.
Rồi ok nha, em bán bộ về cho anh em là 270 ngàn. Rồi anh em xem ngoại hình nè, nhổ đinh trên nè, đóng đinh nè, rồi nhổ đinh dưới nè. Đó. Rồi ok, 270 ngàn nha anh em, 270 ngàn nha. Rồi tiếp theo sào ban mã số 2 em bán cho anh em 350 nè ha, 350 nè. Rồi gần có 3 cây nha. Đó, cây này là châu nè. Đó, cây này đông du ha, 280 Japan. Rồi đây anh em xem nha, cái này là cây đinh dưới nè, cái này là cây đinh trên nha. Rồi 350 ngàn 3 cây nha anh em, 350 ngàn 3 cây. Anh em mua lẻ giá khác nha. Rồi. Đó. Rồi ok ha, đây. Rồi cây này là bát giác ha. Cây này là size 750 nha. Đó, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Tiếp theo tới cây nỏ nha. Cây nỏ này em bán cho anh em giá là 150 nè. Cây nỏ anh em 150 nha. Anh em nào xài thì liên hệ em ha. Nỏ này để nỏ số 10 nè, chắc bẻ sắt số 10 nha, có thương hiệu nè. Đó, có mọc nè ha. Rồi anh em nào dùng thì liên hệ. Rồi nỏ của Nhật rất cứng nha, 150 ngàn, nỏ để sắt. Rồi tiếp theo tới cộng lực nha. Cộng lực em bán cho anh em 400 nè. Cộng lực 400 là 3 cây nha ha. Có trong đây có con cây này nó bị liệt lò xo nè ha. Rồi Made in Japan nha. Đây cạnh cắt ok, ngon lành ha, hoạt động tốt, không mẻ không gì hết nha. Một cây cắt lứ B40 ha, ti lâu không rồi gì bình thường ha. Rồi đây MCC luôn ha, Japan. Cái này là cắt lứ B40 Japan, cắt đàng hoàng bình thường hết nha anh em ha. Lứ B40 ti lâu không bình thường hết, có lò xo tự búng luôn. Tiếp theo cái này là cắt ti 5 ly trở lại nè, Japan nè, MCC size 300 mm ha. Đó, cắt 5 ly ha, là cắt tối đa 5 ly. Rồi, cảnh cắt của nó đây anh em, hoạt động tốt hết nha, mấy cây này cắt nhẹ nhàng ha. Đó. Rồi giá 400.000 đồng 3 cây này nha, anh em mua chuyển khoản đủ con ship nha. Rồi cái này cái gì em cũng không biết luôn, em để đại mã đánh bóng nha. Đánh bóng giá 150.000 cái miếng này, em đo đường kính rồi cho anh em thấy ưng ý thì lấy. Cái miếng này nè, nó mềm như vậy nè. Nó mẻ vô nó mềm vậy nè. Ha, nó mềm từ trong này ra tới này luôn. Nguyên cái bánh này nó mềm luôn ha. Đó. Nó mềm. Rất là êm tay. Cái này không biết để đánh bóng hay là cái gì không biết, nhưng mà em đo đường kính cho ha. Anh em thấy ưng ý thì lấy, biết công dụng của nó xài thì lấy. Cái lỗ này là 16 nè. Lỗ 16 nha. Ha, trong đây là 6 cạnh nè. Thì đây em đo cái đường kính của cái miếng này luôn nha, trăm mấy đó, 165 gì các vậy đó. Rồi cái này là 175 nha, đường kính này 175. Rồi 150 ngàn nha anh em. Tiếp theo tới cái bu ly. Bu ly này em bán cho anh em 290 ngàn nè. Đó, MBK nha, MBK. Rồi bu ly này 2 gảnh. Đó. Này này có chỗ lâu quá thì để vô xài thôi. Đây em đo cho anh em xem, có 2 ngóc ký nha. Đây cái phi của cái cốt này là 30 nha ha. Phi cốt này 30. Rồi cái phi đường kính này á, là nó là gần 20 ha, gần được 20. Đây cái này em bán cho anh em 290 ngàn cái bu ly này nha, 2 gảnh. Anh em nào xài liên hệ em. Rồi tiếp theo tới kéo nè, anh em nào làm kéo thì liên hệ em ha. Nó đồ chưa vệ sinh 430 ngàn ha. Rồi để em đếm cây nha, tổng cộng bao nhiêu cây thì em sẽ cho anh em số lượng luôn. 430 ngàn, chưa vệ sinh gì hết trơn á ha. Rồi anh em nào thầy thợ muốn lấy về làm thì làm ha, 430 ngàn nè. Một cây nè ha, hai cây nè, ba cây nè, bốn cây, năm cây, sáu cây, bảy cây, tám cây, 430 ngàn nha. Anh em lấy lô thì vậy là làm lại, vệ sinh sạch sẽ, mài vỗ bén lại mình bán ha, mình xài chia sẻ gì đó. Rồi tiếp theo tới cái bướm nha. Lấy cái máy cho anh Hòa cái anh qua. Trời ơi. Mọi hai cái bạn đó. Ở vườn phải không? Cảm ơn nghe anh Hòa. Rồi. Rồi rồi anh.
Rồi kéo bướm nha anh em, em bán giá là 600.000 nè. Anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Đây kéo bướm nha. Thì nguyên đống này luôn, anh em về vệ sinh rồi gì mà vỗ lại ha. Đó. Rồi. Vệ sinh ra 3 nè, 4 nè. 6 nè. 8 nè. 10. 14. 16 cây, giá là 600.000. Rồi anh em tự tính toán, nếu như anh em thấy anh ấy thì lấy. Rồi tiếp theo tới cảo. Rồi tiếp theo tới cảo nha. Cảo C, cảo F nè, lộn xộn xà bằng nè. Đó em bán cho anh em giá là 300.000 ha. Anh em nào ưng thì lấy ha, anh em nào ưng thì lấy. Rồi, một cây nè, in Japan nè ha, một cây cảo C Somat nè. Cây cảo F nè, hai tắc nè ha. Đó. Này thì vệ sinh ra ha. Rồi, đây cái này. Đó, cái này có núm luôn ha. Rồi ok nha anh em, cảo là 300.000. 3 cây. Rồi tiếp theo tới mở lớp nha anh em. Rồi mở lớp số 1 này thì vệ sinh sạch sẽ rồi. Một bộ gì chỉ có 330, anh em xài thì alo em cái ha. Rồi chuyển khoản đủ 330 bao ship, ship code được thu thêm tiền ship. Rồi anh em nào mua lần đầu là bắt buộc phải dàn cọc nha ha. Rồi, anh em mua lần thứ 2 trở đi thì không dàn cọc nữa nha. Thương hiệu Toyota 200ml nè. Hoạt động ra vô ok hết nè, một cây nè. Cây này 250ml nè ha. Tester hoạt động tốt, ra vô ok nè. Đó. Rồi tiếp theo này là 300ml nè, một bộ vậy thì em bán 330, đã vệ sinh sạch sẽ, chai dầu mỡ, vô ga nhẹ nhàng ha. Rồi. Đây ha, miệng này thì hơi hở đây ha anh em, miệng này hơi hở đây. Rồi ok, do phần lưng này đập đây thì vậy anh em mài vỗ này ra xíu rồi được ha. Ha, là miệng khích lại liền, 330.000 nha anh em nào xài liên hệ một bộ 330 nha. Rồi tiếp theo một lớp số 2, 330.000 luôn, một bộ gì đã vệ sinh sạch sẽ, chai dầu mỡ ra vô nhẹ nhàng hết. Rồi miệng mồng nè anh em xem nè nha, đây là dẫn thích nhất rồi đó, có nó có thể nè. Đó. Rồi đây 200ml nè, 200ml nè. Hoạt động ra vô ok nè, đó. Rồi. Cái này là 250ml nè ha. Rồi ra vô ok nè. Rồi tiếp theo cái này là 300ml nè nha anh em ha, Sankey nè, đời cổ luôn nè, thép đen ha. Rồi anh em nào xài cứ việc liên hệ, 330.000 một bộ thôi, đã vệ sinh sạch sẽ, hoạt động ra vô ngon lành hết. Yeah. Tiếp theo mỗi lớp số 3 nha. Ở đây em bán cho anh em 330 luôn. Ở đây là size 200ml nè. Đó, Toyota nè, miệng nè ha. Đó, hoạt động ra vô ok nè. Đó. Rồi cái này là 250ml nè ha. Rồi hơi hở xíu nè. Đó, cũng lý do đơn giản thôi, cũng bị gan vậy đó, đập cái này nè. Đó, hoạt động ra vô ngon lành nè ha. Rồi tiếp theo cái này size 300ml nè ha. Size 300ml nè. Rồi miệng mồng khít nè. Hoạt động tốt, ra vô ngon lành nè ha, size 300ml luôn. Đó. Rồi nha anh em, một bộ vậy 330, anh em ưng ý bộ nào lấy bộ đó nha. Tiếp theo một lớp số 4 nè, em bán cho anh em 330 luôn ha, một lớp số 4 330 luôn, cũng 3 cây. Rồi size 200ml nè. Đó, Toyota miệng khích nè. Ha, ra vô ngọt ngào nè. Tiếp theo cây này size 250ml nè. Đó, đây, ra vô nè. Rồi miệng khích nè. Ok ha. Rồi cây này là size 300ml nè. Đây miệng hơi hở nè, đó cũng cấn cạnh ở đây ha. Rồi về anh em vỗ cái nhẹ là được thôi ha. 330.000 đồng một bộ thôi ha, chuyển khoản đủ bao ship. Rồi ok, tiếp theo mở lót số 5. Mở lót số 5 này em bán cho anh em giá là 400.000 nè. Đó, gồm có 3 cây nha. Cây đầu tiên là size 200ml nè. Đó, size 200ml nè, miệng khích nè. Đó, ra vô ok nha. Tiếp theo cây này size 250ml Sankey nè. Đó, miệng khích nè ha, hoạt động ra vô nhẹ nhàng nè. Tiếp theo cây này là mỏ đứng ha, rồi để phù hợp cho mấy anh em làm sữa đồ nước rồi gì nè, điện nước rồi gì nè ha. Rồi sản xuất tại Mỹ luôn nha anh em, dưới đây đây nè ha. Rồi dưới đây luôn, mỏ lết Mỹ luôn nha ha. Rồi anh em nào có nhu cầu sở hữu thì cứ việc liên hệ ha. Đó, xài đen đen gì người ta cũng không biết đồ Mỹ nha, đi làm có bố quên công trình cũng được ha. Rồi lên xuống rồi về hoạt động ok luôn, lành đã, chai dầu mỡ sạch sẽ nha, vệ sinh sạch sẽ luôn. 400.000 bộ này nha anh em nào có nhu cầu dùng liên hệ. Tiếp theo mỗi lớp số 6 em bán cho anh em giá là 250 nè. 250, mỗi lớp dặn ống nè, MCC size 250ml. Hoạt động tốt, lò xo nhúng nhảy bình thường, găng cỏ đẹp, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi trên dưới đẹp ha. Rồi hoạt động lên xuống nhẹ nhàng nè. Đã vệ sinh sạch sẽ nha. Rồi giá bán là 250.000.
Tiếp theo mỗi lót số 7 em bán cho anh em 250 nè. Size của nó là 250 luôn, HIT nha. Kiểu này kiểu lạ miệng trên nha. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ ha. Sở hữu sưu tầm gì đó thì cũng được ha. Rồi hoạt động là ok ngon lành nha. Đó, ra vô ok ngon lành hết ha. Cái này á thì anh em cái này là hết miệng rồi nha. Đây là vô nè. Đó, ở đây giờ là ra nè, hoạt động hết miệng rồi ha. Đó, đây để là số 1/2 nè. Đây là 1/2 nè. Rồi, M250ml HIT miệng ngang, răng cỏ đẹp luôn nha anh em. Răng cỏ đẹp luôn ha, 250.000đ, anh em nào xài thì liên hệ. Rồi, tiếp theo mỗi lót số 8 nè, em bán cho anh em 200.000đ. Đó, mỗi lót số 8 200.000đ, anh em nào cần dùng liên hệ em để 10 inch đây nè. Rồi, nhận ra vô nè. Rồi, 200.000đ nha anh em, mỗi lót răng ha. Rồi, cái này chưa có vệ sinh nha, cái này chưa có vệ sinh mà nó còn mới ha. Em thấy vậy thôi, em không có vệ sinh luôn, không có trà luôn. Đó, em bán anh em 200.000đ. Rồi, tiếp theo mỗi lót số 9 em bán 350.000đ nè. Con này là size 350ml nè ha, Mitsubishi luôn, nước sơn này gì còn đẹp, rồi so nhúng nhảy bình thường. Đó, răng cỏ ok. Răng cỏ ok. Rồi, tiếp theo em bán cái cặp thước kẹp này cho anh em giá là 300.000đ, chuyển khoản đủ bao ship luôn ha. Rồi, size của nó là 150. Cái này thì số nó hơi xấu xíu ha, nhìn hơi khó xíu, nhưng mà nhìn được. Ở đây cũng vậy luôn, số đẹp ha. Rồi, Mitutoyo nè, đó, Mitutoyo đó. Và động ra vô ok ngon lành nè ha. Còn cái đo lỗ luôn nè. Cái này cũng vậy luôn ha. Rồi, miệng mồm nè. Rồi, anh em nào có nhu cầu dùng cái gì liên hệ, 300.000đ thước kẹp. Tiếp theo, lập lòn em bán 100. Đó, lập lòn em bán 100. Rồi, bỏ dây vô đây dặn lại thôi ha, giá bán 100.000đ nha anh em. Lập lòn này nhỏ chỉnh ok ha. Tiếp theo thì em bán đục gỗ. Đục gỗ thì đây bên này em soạn được mấy cây nữa nè, mới soạn được mấy cây nữa nè. Đó, thì tùy theo mặt hàng mỗi ngày mỗi một clip nha, thì nó sẽ có cái em soạn ra được cái gì thì em bán cái đó. Giá bán là 530 cho bộ này, anh em nào ưng ý thì lấy ha, chuyển khoản đủ em bao ship luôn, 530 nha. Đó, 530 một cây nha. Rồi, hai cây. Cây 7 cây 8 cây 9 cây 10 cây 11 cây 12 cây. Đó. Rồi, ok, tiếp theo tới kéo tôn nha. Một cặp kéo tôn này em bán cho anh em giá là 300.000đ à. Cặp kéo tôn này 300 nha. Rồi, anh em thấy ưng ý thì lấy ha. Đó, cái mỏ này dày, mình này dày, lực cực kỳ luôn nha. Đó, rồi Mary nè, Mary ha. Một cây nè. Cái này cái thứ hai nè. Rồi, có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ em nha. Rồi, kéo tôn. Tiếp theo kéo tôn mã số 2 250. Kéo tôn mã 2 250, 3 cây vậy nha. Em chỉ vệ sinh sạch sẽ ra thôi, hàng bãi thì em cũng không bao gì hết. Quay cho anh em xem gõ ra kỹ. Đó, anh em chưa gõ ra kỹ kết bạn Zalo, em gửi hình ảnh thêm ha. Rồi, lưỡi nè. Một cây. Cái này kêu mổ cong nè ha. Cây đi cua nè. Đó. Rồi, tiếp theo cây này cây mỏ thẳng. Đó, thẳng. Đây trên lưỡi có chữ nè ha. Rồi lưỡi nó đây. Đó ha. Rồi 250 cái tên mã số 2. Tiếp theo cái tên mã số 3 250 luôn. Em gửi. Đây mở thẳng nha. Rồi. Cái tôm nó 3 250 nè. Tiếp theo cái tôm nó 4 250 nè. Rồi.
con kéo là lạ luôn nha anh em ha, này thẳng nè, mà mỏ này mỏ cong nha, đó nó vậy đó ha, rồi cái này cũng mỏ cong luôn nha, đó. Rồi em gửi cái tên 54 đã vệ sinh nha, không bao gì hết, anh em về xài chơi ấy thì mài vừa chỉnh gì thế. Rồi cái tên mã 5 nha, đó vệ sinh ngồi luôn nè, 250.000 ha. Rồi cây này cây bỏ thẳng nè. Rồi tiếp theo cây này cũng bỏ thẳng nữa nè ha, có cái lỗ này ha. Rồi cây này cây bỏ cong nha, 250.000 bộ nha anh em, anh em nào xài điện thoại 250.000 bộ. Rồi tiếp theo tới công ba. Cầm ba em bán 300.000 bộ gì? Đó. Cái này thì nó nặng nha, tại cái loại này nó nặng vậy nha anh em. Ha, anh em bung ra bung vô nó hơi nặng á. Đây, đó nó cũng ra vô rồi nhưng mà nó hơi nặng, để nó chính xác nó không có bị chạy tới chạy lui á. Mấy cái này là nó như vậy, tại nó gạch trên sắt thôi. Ha, rồi, đó 300.000 cho bộ cầm ba này nha anh em. Rồi. Đó, cái này cũng ra vô luôn rồi nè. Đó, ha. Rồi. Tiếp theo đó cây này. Rồi cây này cũng ra vô luôn nè. Đó. Rồi cây này cây lớn nè. Rồi đầu của nó là gì nha anh em? Nãy giờ quên cho anh em xem đầu nó là gì ha. Rồi. Hai đầu là nó nè, đó, nó là gì đó. Rồi ba cây này 300.000 chuyển khoản đủ bao ship luôn, combo. Tiếp theo tới này mũi do 250.000. Đó, thì anh em bỏ cái cây chốt ngang này ha, hoặc là kẹp nó gì đó, có máy thì anh em kẹp. Đây, thương hiệu nó đây nha anh em, số 4. Rồi, cái mũi do nè, anh em xem từ cạnh đây, em sẽ xây cho anh em xem từ cạnh luôn. Rồi, cái mũi do này em bán cho anh em giá là 250.000, xem từ cạnh nha. Nha. 250.000. Đầu trên này là 6 ly nha, 6 ly. Rồi ở dưới này là 30 nha, 30 mili. Rồi giá bán là 250.000 cái mũi do này nha anh em. Rồi tiếp theo tới bộ mũ phát nè. Rồi bộ mũ phát nè anh em xem nha, 300.000 chuyển khoản đủ bao ship nha. Rồi trong này có 3 cái mũ phát nè, nhôm nhựa lưu thạch cao gì đó anh em phát nha, con nỏng là gì đó, 34 mili nè, 34 mili ha, chân ngắn cho trực tiếp vào máy bắn vít ha. Rồi tiếp theo tới mũi này NCC. Đó. Rồi, NCC 46 nè. 46 ha. Đó. Rồi, hai mũi nè. Cái tha tới cái mũi khoét này nữa nha anh em ha. Đây. Khoét có tăng đưa nha. Đó, ốc chỉnh tăng đưa. Này. Đây, mũi khoét nha. Đây. Này nó mất cái mũi phát bên đây nha, còn mũi định tâm thôi. Rồi ok, tiếp theo tới cặp kìm bấm nè, em bán cho anh em 300.000, anh em nào lấy thì liên hệ em nha. 300.000 cặp kìm bấm Kakuta. Rồi cái này mất lò xo, vậy anh em thay lò xo nha. Đó. Kakuta, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ em. Rồi 300.000 cặp kìm bấm nha. Anh em nào lấy kìm bấm nhấn kìm bấm giùm em nha. 300. Tiếp theo tới kìm cóp nha. Kìm cóp số 1 250. Mevol, kìm cóp số 1 250 Mevol anh em xem nha. Đó, bấm được có tối đa là 8 10 ha. Rồi 250.000 có số 1 nha. Tiếp theo tới có số 3 nha, đó lớn hơn trời giật luôn nha anh em. Rồi có số 3 nè, Mevol luôn, em bán cho anh em giá 400.000. đó, anh em đi điện nhà, điện dân dụng, điện công nghiệp, thi công điện gì đó thì cứ việc liên hệ em, 400.000 nha. Ngoại hình anh em xem nha, đó tay cán rồi lưỡi hình nè, anh em muốn xem hình thêm nữa thì cứ gì kết bạn Zalo em gửi hình ảnh cho nha. Đó rồi ở đây code nó bấm được tối đa là code 22 luôn á ha. Rồi code 22 rất là lớn nha anh em ha, bấm thoải mái. Rồi giá bán là 400.000 đồng code mã số 3. Rồi tiếp theo tới tới mũi taro nha anh em, tới mấy cái mũi taro nè. Thì một bộ mũi taro gì em bán cho anh em giá là 400.000 nè ha. Rồi bộ mũi taro em bán cho anh em giá 400.000, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ nha ha. Mũi taro nha. Đây.
400 ngàn nha anh em, mũi Tago ha. Anh em xem nha. Rồi em sẽ đếm số lượng nha. Cái này thì em cũng bóc lại luôn nè, chứ cái này em không có đo nổi vậy ha. Đó, nó cũng có lớn có nhỏ, em bóc lại ngang nha. Nhưng mà mấy cái lưỡi này thì em sẽ đảm bảo cho anh em là lưỡi nó sẽ không bị mẻ rồi gì mắc răng mắc lưỡi nha ha. Nó nhiều quá nhiều anh em ơi, nó rớt lên rớt xuống nè. Đây nha, cái này thì 4 mũi nè. Đây có cái mũi giò ha. Ủa ừ đúng rồi. Rồi nè, 4 nè. Để cho bạn. 4 nè. Quá trời nhiều luôn. 5 6 7 8 rớt mũi nữa nè, 9 nè. Trời ơi quá trời nhiều. 9 nè ha, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mũi. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 mũi tổng cộng nha anh em. Rồi có 400 ngàn à, một đống luôn. Rồi tiếp theo tới cờ lê. Cờ lê mã số 1 em bán cho anh em giá là 300 ngàn nè. Cờ lê mã 1 nha. 300 ngàn, anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ cờ lê ở 1 ha, 300. Rồi, đây cờ lê này là cờ lê bật tự động nha. Size của nó ghi là 250mm nè, thương hiệu top nè. Đó, găng cỏ là còn ok nè, đẹp nè. Đó. Rồi, dặn ốc nhanh luôn ha. Rồi, một cây, cái này là cây đuôi chuột 17 nè. Không ghi số nhưng mà đo đây qua đây 17 nha. Đó, hoạt động tốt nè, chó nhảy ok, con làm cây này vẫn không biết chừng nào mới hư luôn nha anh em ha. Rồi cây này tự động 17, 14 nè. Đó, thì nó cũng dặn, nó cũng chạy chó bình thường nha. Đó. Cái này nó hơi cái chiều này nó hơi nặng xíu ha, cây 14 nè. Rồi, cây này thì bộ này 3 cái, 300 ngàn. Tiếp theo cờ lê mã số 2 nè, 450. Cờ lê mã 2, 450 nha, 3 cây. Anh em mà thấy có nhu cầu dùng thì liên hệ, sưu tầm thì liên hệ ha, thương hiệu Ton nha. Đó, đầu dòng với đầu miệng còn mới chát chằng chạc luôn ha. Mới chát chằng chạc luôn. Rồi 450.000. 450.000, 17 nè. Đó, Ton. Miệng mầm nè. Còn đẹp mới chát chưa xài, ba cây này còn rất là đẹp luôn. Anh em là sưu tầm liên hệ sớm ha, 450. Thương hiệu Ton nha, thương hiệu Ton. Rồi 450.000, giao ban ha. Còn rất mới. 450.000 luôn nha anh em, cờ lê số 2. Tiếp theo cờ lê số 3 nè. Cờ lê số 3 em bán 500.000 nè, cờ lê số 3 ha. Đó, 19, 17 tách nè. Đó, 19, 17 nè. Đó. 500.000 bộ nè, 23 nè. 26 nè, KTC nè. Cái này là 13 với 10. 13 với 10 Sanki, 12 với 10 đó, Betun. Cái dòng này còn tốt hết nha anh em, chưa tét, chưa bể, chưa dập, chưa mẻ gì hết á. 22, 24 vô top nè, 17, 14 nè, Betun nữa nè. Đó, bộ cờ lê này em bán cho anh em nha, 500 ngàn, anh em ưng thì lấy ha. Còn rất là đẹp. Rồi, tiếp theo tới bộ dũa. Một bộ dũa như thế này thì em bán cho anh em giá là 250 ngàn ha. Đó, tất cả dũa trên tay của em 250 ngàn, 250 ngàn bộ dũa gì nha anh em. Cái dũa này là dài từ đầu tới đít luôn, khoảng 5 tấc. Cái dũa này nha anh em, dài khoảng 50cm đó. Rồi, 50cm ha. Anh em xem nha. Rồi, cái này thì 4 tấc nè. Cái này cái dũa lưỡi cưa. Rồi, 2 tấc mấy, 3 tấc. Đó, cái này tấc mấy, cái này là cái dũa bán nguyệt. Bộ gì là 250, anh em xài liên hệ, dũa ăn trên sắt bình thường nha, 250. Rồi, tiếp theo dũa số 2. Dũa số 2 đây, em bán anh em 250 luôn, dũa số 2. Đây, 250 ha. Đây, anh em xem. Một cây này là cây dũa gỗ nè, bản thô, bản mịn nè. Đó, một. Dũa này dũa lưỡi cưa nè. Chỗ này dũa 4 mặt nè. Rồi chỗ này dũa bản lớn nè. Chỗ này khoảng dài khoảng 2, 3 tấc. 3 tấc mấy.
nha. Cái cây này là ba tấc mấy không nha. Rồi cái cây lớn lớn này nè, vô sắt nha, chỗ này vô bán nguyệt nè. Bộ này 250.000 giữa số 2, anh em xài bộ nào liên hệ với em. Tiếp theo tới cặp này nha. Cặp này thì em ghi cặp láp đi, chứ giờ không biết để tên nó làm cái gì luôn. Rất là nhám tay, không thể nào bị vuột được ha. Rồi, cái này là phòng vệ hộ thân, để lên xe hay là cái giống gì cũng được ha. Rồi, anh em muốn có nhu cầu thì lấy hai cây luôn ha. Rồi. Rồi giá bán là 320.000 nha, 320.000. Anh em cần thêm thông tin gì về nó nữa cứ việc liên hệ em, 320.000 về đúng cặp. Rồi tiếp theo. Đuôi chuột bộ về em bán cho anh em 400.000 nè. Anh em nào có nhu cầu dùng thì liên hệ em nha. Đó, đã vệ sinh chai dầu anh em thấy nè. Đó, rồi một bộ về em sẽ giới thiệu từ cây nha, bỏ xuống bóp. Rồi cây này thì đây nó tháp mà thấy rõ nè, nó sẽ hàng ở đây một khúc đây nha. Đó, cái số đây là số 26, không biết còn đúng không thôi nha. Rồi nhưng mà cây này hoạt động tốt, bên đây thì 21 nha. Đó, bộ về thì em bán cho anh em 400.000 4 cây ha, chuyển khoản đủ bao xếp nha. Ngoại hình anh em xem. Rồi một cây nè. Rồi cây này á là 17 với 21 nè. Đó, 17 21. Hoạt động tốt nha, cặn rồi còn tốt, đẹp luôn ha, ngon. Rồi tiếp theo cây này là 19 với 21 nè. Này 19 với 21 nè, em MCC nè. Đó, ngoại hình ha, đây. Hoạt động tốt luôn nha anh em. Đó, anh em nào xài liên hệ em ha. 4 cây 400.000 chuyển khoản đủ bao xếp. Cây này cây 32. Hai bên là 32 hết nha, 32 hết. Rồi ok. Rồi đó nè. Tiếp theo nha, cây đuôi chuột này số 2 giá bán là 180.000 ha, đuôi chuột số 2. Đó, cực kỳ lớn luôn. Đuôi chuột số 2 180. Số của nó dặn được là số 36 nè nha anh em. 36 nha, chó nhảy bình thường nha. Con này thì đuôi chuột này chỉ có một chiều thôi. 180.000 cho cây này. Anh em nào xài thì liên hệ ha, xài thì liên hệ em. Rồi, tiếp theo. Đuôi chuột mã số 3 200.000, đuôi chuột mã 3 200. Đó, đuôi chuột mã 3 200, thương hiệu tốt, cũng số 36 nha. Cây này thì được hai chiều. Hoạt động tốt, dặn một bên. Rồi găng ngàm còn đẹp, rất là tốt luôn ha. Rồi, tiếp theo, đuôi chuột số 4. Tôi chuột số 4 em bán cho anh em giá là 280.000 ha. Bộ này. Bộ này toàn là số 17 với 21 thôi ha, 17 với 21 thôi, 4 cây. 280.000, 4 cây nè. Rồi, tất cả là hoạt động tốt, đã vệ sinh chai dầu mỡ hết, ok, ngon lành, thử từ cây. Một cây. Tiếp theo. Rồi, hoạt động tốt. Tiếp theo. 17 với 21 hết nha anh em ha. Nó có tổng cộng 4 cây 280.000. Rồi 17 với 21. Hoạt động tốt hết nha anh em, 280.000. Rồi tiếp theo tới bọc mạch này, anh em nào có nhu cầu lấy linh kiện điện tử gì đó, sửa ha, 150.000 bọc. Rồi ok, anh em quay cho anh em xem. Nè. 150.000 nha. Đó. Tận dụng linh kiện phụ kiện gì trong này đó, em tận dụng ha. Đó, hình thức là gì, 150.000 đồng bọc. Rồi anh em nào lấy liên hệ em nha, mã mạch ha, mã mạch 150. Rồi tiếp theo tới mã đục nha anh em. Mã đục, lục số 1 nè, không chứ anh em nào chưa mua được cứ việc liên hệ em, bữa nay lục được mấy cây trong bao nữa. Rồi hai cây ngắn này tấc mấy nè, cây này cây dài 2 tấc luôn nè, xài đã luôn. Mấy cây này là anh em nhìn thấy thép nó sắn là rất là độ, đạt cái độ rất là cứng rồi nha anh em ha. Rồi 150.000 nha ha, miệng lớn miệng nhỏ nè, cái này ba cỡ nè ha. Đó anh em xem nè, đục này đục thì tỉa thoải mái luôn nha. Rồi 150.000. Tiếp theo lục số 2 200. Rồi đục sắt này cứng ngắt cứng còng luôn, anh em nào muốn đục cái gì đó anh em đục nha, 200.000 ba cây trắng to, đục cái gì đó anh em đục. Cái này là 75 nè, Mokuba nè, một cây nè, đó 2-3 cây nè, 200.000 nè. Tiếp theo nha, đục số 3
đục số 3 200.000 nha anh em, đục số 3 200 nè, hai cây đục nhọn nè. Đó, cái này nhọn quắc tổng với lấy dấu được luôn ha. Rồi. Rồi hai cây đục dẹp nè, hai cây đục dẹp nè ha. Hai đục dẹp nè ha anh em. Đó, rồi 4 cây tổng cộng 200. Cái xe đục số 4 nè. 220.000 ha. Đó, vệ sinh chai dầu cho anh em luôn nè. Đó, 220. Đó, đục dẹp với đục miệng này nè ha, với hai cái đục nhọn. Đó, rồi. 220. Rồi, tiếp theo đục số 5 nè, 220. Đục số 5 220. Đó, hai cái đục dẹp nè ha, trắng chặt đồ vậy đó anh em, trắng ha, chặt cũng được ha. Hai cây, hai cái đục nhọn nữa nè. Đó. Rồi, tiếp theo đục số 6 250. Rồi, hai cây đục này số 6, giá bán 250, cây dẹp với cây ba nhọn. Tính nó cây dẹp với cây bằng ha. Rồi, đây anh em xem nha, có nhu cầu là thì cứ việc liên hệ với em. Tiếp theo đục số 7 220. 220 đục số 7, hai cây đục nhọn dài lắm nha anh em, dài hai tấc mấy, ba tấc luôn á. À, để 22 nè. Phi á. Rồi, anh em nào xài thì liên hệ, xài đục thì liên hệ em. Tiếp theo tới mũi đục mộng vuông nè. Mỗi đục mộng vuông em gom đại vô gì bán nè anh em xem ngoại hình nha. Đó, nhà mình hư vỏ thì mua vỏ về thay, còn mũi ruột thì thay vô. Rồi, đây có ruột có mũi nè. Đó, có ruột có mũi, bộ gì 450. 450.000 bộ mũi đục mộng vuông nha. Đó. Đây. Mũi đục mộng vuông. Đây nữa nè nha anh em. Đó. Hết cái đống này chỉ có 450.000 thôi. Anh em nào mua thì liên hệ em, những khoản đủ thì mình được bao ship luôn á. Rồi tiếp theo mũi khoan mã số 1. Rồi mũi khoan mã số 1 em bán 350.000. Anh em nào xài liên hệ em, tất cả mũi khoan Nhật Bản ha, đã được vệ sinh như anh em thấy nè. Đó, thì mũi lớn nhất ở đây thì 10 ly, nhỏ nhất chắc khoảng 4 ly mấy gì đó ha anh em. Rồi lộn xộn xà bàn, ở đây thì 4 nè. Mũi khoan sắt nha. 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 mũi. 350.000, 24 mũi. Tiếp theo tới mã mũi khoan số 2. Mũi khoan số 2 350.000 đây. Mũi khoan số 2 350.000 nha anh em. Đó. Rồi, tất cả là cũng hàng Nhật Bản luôn. Đó. Rồi, mũi khoan như vậy thì em bán cho anh em là cũng vậy luôn, lớn nhất có khoảng 10 ly ha. Rồi, đem đếm nè, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 20 22 24 26 28 mỗi ha. Rồi 350.000 một bộ. Tiếp theo mũi khoan số 3. Mũi khoan số 3 nè, 700.000. Đó, anh em nào xài khoan tiện gì đó cứ việc liên hệ em, tất cả mũi khoan Nhật Bản nha, hàng tốt chất lượng, chỉ có 700.000 thôi. Anh em mua chuyển khoản đủ bao ship. Mấy mũi này là sử dụng ok lắm nha anh em, 24 nè, nó chuẩn nhích nhật rồi đầy đủ, mũi này còn rất là dài luôn như mới. Rồi, mũi này chắc mũi 12, 13, 13 nha anh em, mũi này 13, HSS ha. Rồi, mũi này mũi Nachi 2005 nè, 2005, cái này nó mài chứ để khoan gỗ, khoan cây gì đó. Này anh em về anh mài lại khoảng sắt bình thường. Rồi, cái này 21 nha, 21 ha, chuẩn nhích nhật luôn. Cái này mũi này gắt dài, mũi này là ba tấc mấy lận nha anh em, mũi này chắc mũi 8 ly á, mũi này chắc mũi 8 ly á. Mũi khoan sắt luôn nha, mũi này thì Mitsubishi nè. Mũi này mũi 18 ly nha anh em, rất là dài luôn. Chân côn ha. Rồi mũi Nachi nè, 25 ly nè ha. Rồi. Tiếp theo mũi khoan số 4 là mũi khoan gỗ nha. Mũi khoan số 4 là mũi khoan gỗ, giá là 500.000 cho bộ này nè anh em. Anh em nào có nhu cầu xài mũi khoan gỗ cứ việc liên hệ em, 500.000. Mấy cái mũi dài này á là 3 tấc mấy nè. 3 tấc 7, 3 tấc 8 gì đó nha anh em. Ở đây thì có 4 mũi dài nè, 5 mũi dài nè ha. 5 cái mũi dài.
Đó, số này thì em cũng bốc đại luôn cho anh em nha. Đó. Này thì chắc là 10 ly về nè, 9 10 ly đó, 12 15 gì trong đây nè anh em. 20 mấy, 30 mấy cũng có nữa nè. Nhiều mũi ta? 13 mũi, 5 rồi đó. 7 8 9 13 mũi. 13 mũi 500 ngàn nha anh em. Rồi tiếp theo mũi khoan, nó nặng lắm nha anh em. Mũi khoan này, mũi khoan số 5 này em bán cho anh em 430 nè. Mũi khoan số 5 nha, 430 ngàn cũng là mũi khoan gỗ luôn. Ở đây thì em cũng cho anh em xem luôn. Cũng bốc đại à ha. Đây, mấy mũi dài cũng vậy, tương tự ba tấc mấy vậy đó. Ha, 1 nè, 2 nè. Mấy mũi này khoan thì ngọt ngào luôn rồi ha. Rồi, 4 nè. 5 nè. 6 nè, 7 nè. 8 nè, 9, 10, 11, 12, 13 mũi tổng cộng nè. 430 nghìn. Tiếp theo mũi khoan số 6 em bán cho anh em giá là 450 ngàn nè. Mũi khoan 6 450 ngàn ha. Anh em nào cần dùng thì liên hệ nha. 450 ngàn. Rồi, ở đây là mũi khoan chân máy bê tông chân lớn nè. Ở đây em đo một cái mẫu chân cho anh em. Thì anh em nó chung chân hết nha. Nó chung chân hết nha. Đây cái chân này thì em đo đây nè nha anh em. Đây đo ngang đây chân sáu cạnh này á là nó sẽ được 12 ly 7 nè ha. Rồi. Một mũi, mũi đó mũi số mấy vậy nè? Mũi đó là mũi mũi này mũi 18 nè. Mũi này mũi 22 nè. Mũi 18, mũi 22 nè. Rồi, mũi này không thấy số nha anh em, để em đo bằng thước kẹp cho. Rồi, mũi này là mũi 21.5. Rồi cái mũi này là mũi 17.5. Mũi này là mũi 19 nha anh em. Mũi này mũi 20 nha. Tiếp theo mũi khoan số 7 nha anh em, giá bán là 300 ngàn nè. Mũi khoan số 7, 300. Đây, mũi khoan mã số 7 em bán cho anh em 300 ngàn, mũi khoan bê tông nha ha. Rồi cũng hốt đại luôn cho anh em. Đây như mũi này là mũi 8 ly em thấy nè, chân ếch đây ếch nè ha. Rồi mấy mũi này là dạng mũi đa năng nè nha anh em, mũi đa năng nha. Mũi này chắc khoảng 8 ly. Rồi 4 ly, 3 ly mấy rồi gì đó anh em, 4 ly mấy ha. Rồi. Đó. Chân lục giác cũng có nữa nha anh em ha. Rồi mấy mũi dài 2 tấc nè, 2 tấc mấy cũng có nữa nè. Đó, chân ếch đây ếch có, chân lục giác có, chân tròn có nha. 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 17 mũi ha. Rồi tiếp theo tới phần sinh tố nha. Máy xe sinh tố lấy dây điện vô đi. Máy xe sinh tố mã số 1 nha anh em ha. Hoạt động tốt, máy của Nhật luôn. Em bán cho anh em giá là 500.000 đồng ha. Anh em nào mua chuyển khoản đủ bao ship ha. Bao cho anh em nhận hàng không bể dở hết, đóng thùng shop rồi gì đàng hoàng luôn. Đó, 500.000. Anh em xem nè, chân cẳng ha, lưỡi cối là cối thủy tinh nha, cối thủy tinh đây, lưỡi còn hoạt động tốt luôn, ngon lành nha, bén bao bén cho anh em xài ha. Cái này là cối nội địa Nhật tép cơm luôn nha. Đây bật ngang chạy thôi, cối chạy rất là êm và mạnh luôn nha anh em ha. Sử dụng điện 100V giùm em, nhớ lưu ý sử dụng điện 100V giùm em, made in Japan 160W nha ha, cối Nhật. Tiếp theo sinh tố mã số 2 nha anh em bán cho anh em giá là 400.000 ha. Rồi cối này cũng hoạt động tốt luôn ha, hiện tại đang đựng nước trong đây luôn, lưỡi titan màu vàng nè, hoạt động tốt ha, không xì sọt gì hết trơn á, sử dụng điện 100V. Cối này thì Trung Quốc xuất Nhật nha. Đó, lưỡi titan. Rồi 400.000 đồng nha anh em, sinh tố mã số 2, lưỡi titan màu vàng, cối là cũng cối thủy tinh luôn, sử dụng điện 100V giùm em ha. Rồi cối này Trung Quốc xuất Nhật nha. Ở đây thì nó 150W. Rồi ok, tiếp theo. Tiếp theo sinh tố mã số 3. Giá bán là 700.000. Cái này là cối 2-1. Cái này là cái phần ép cái cây phía ngoài này á thì nó đã mất rồi. Về tới đây thì nó chỉ còn có cối xây sinh tố thôi. Nó là sinh tố với ép trái cây đó anh em ha. Lưỡi rất là đẹp, thiết kế răng cưa có thể chém đá thoải mái nha. Đó, đá viên anh em để vô nó quay thoải mái luôn. Sử dụng điện 100V nha. Có chạy rất là êm và mạnh. Dòng ép trái cây mà anh em đem đi xây sinh tố cái kiểu này á nó rất là mạnh nha. Đó. Tại vì nó ép trái cây còn nổi nha. Rồi, xây sinh tố bình thường 700.000 có thủy tinh nha. Anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ. Dây cổ anh em xài xong cứ nhét vô đây rất gọn, thun 4 chân còn đầy đủ, còn xanh luôn nè ha.
đó. Máy thì cũng còn rất là mới, hoạt động tốt, Nati nội địa Nhật nha. Anh em nào cần dùng liên hệ với em ha, sử dụng điện 100V giúp em nha ha, nội địa Nhật. Đây công suất của nó em quên nói, công suất của nó là 260W nha. Rồi ok, tiếp theo thì em bán cái mặt nhôm. Mặt nhôm này về anh em chế máy móc hay là chế cái gì đó tùy theo anh em cơ khí, anh em làm cái gì đó. Mặt bàn này, mặt phẳng này là cực kỳ phẳng nha. Này là em dám đảm bảo anh em là cực kỳ phẳng luôn. Hai miếng để lên là nó muốn hít lại với nhau vậy. Nó phẳng dữ lắm rồi. Giá bán 500.000 nha. 500.000 một miếng, chuyển khoản đủ bao xếp. Đây em cũng đo luôn cho anh em xem nè. 32cm nè. Cái này là 38cm nha. Cái chiều dày của thằng này thì nó được là 1 phân. Rồi giá bán 500.000 nha. Đó, có phụ anh nó chống oxy quá. Anh em nào xài liên hệ với em. Nhôm bãi nha. Tiếp theo nhôm số 2 em bán cho anh em 200.000 nè. Một cặp nhôm như thế này, anh em về chế giáo gì đó anh em chế nha. Ha. Rồi một cặp gì là 200.000 đó. Đúng công chuyện thì anh em lấy về anh em dùng nha. Đó, chiều dài của thằng này cũng là 1 phân luôn nha anh em, 1 phân ha. Chiều dài là 32cm, ngang là 9cm. Rồi một cặp y gan thông số kỹ thuật ha. Đây thì nó có khoan lỗ viên gan sẵn. Mặt này cũng vậy ha, 200.000. Tiếp theo nhôm mã số 3 em bán cho anh em 200.000, một cặp này cũng vậy luôn. Giống hệt ha, kiểu mẫu mã đó anh em xem. Anh em về anh em tận dụng xài gì đó xài, chế gì đó chế ha. Đó. Rồi ok, đây em cũng sẽ đo luôn cho anh em xem nè. Bề ngang của này là 9cm nè, chiều dài của này là 34cm mà chiều dày của này là 1cm ha. Rồi 200.000 một cặp nha, nhôm mã số 3. Tiếp theo cục nguồn adapter của Manwell nè ha, sử dụng được điện 220V luôn. Sản xuất tại Trung Quốc nha ha. Rồi nguồn bãi như để ha, đầu chân này rất cắm là 5.5 nè. Rồi ok, thì ở đây á, là anh em ghim vô 220 nha, dây rất mềm dẻo nè ha. Đây. Đó. Rồi, ghim 220 vô. Ở đây thì nó ra đây là 12V vậy ha. Công suất tải cái này là 12V, công suất nó 5A nha ha, 12V 5A đó. Nguồn adapter 12V DC 5A. Anh em nào cần dùng thì cứ việc liên hệ, một cục như vậy là 150.000 ha, dây chạc đầy đủ 150.000, nguồn 12V. Rồi tiếp theo em bán tới cái máy, em bán tới cái máy nha nè. Máy số 1 em bán cho anh em giá là 350.000, không bao gì hết nha. Hình thức sao anh em nhận đúng y chang vậy ha. Cái này sử dụng hai điện áp nè, 110 với 12 ha. Rồi bán không bao, đó, giá bán là 350.000, chuyển khoản đủ bao ship nha. Đó, máy không thử không gì hết nha. Rồi, 350.000 nha. Anh em nào thầy thợ có nhu cầu thì cứ việc lấy ha. Tiếp theo máy số 2. Rồi anh em nào thầy thợ có nhu cầu làm cứ việc liên hệ em, bộ này 700.000 ha, bộ này 700.000. 12V ship hay gì nè. Đó, 12V. Anh em nào thầy thợ có nhu cầu thì cứ việc liên hệ. 1. Tiếp theo cái này 2 ha. Rồi. Nati nè, 3, 12V luôn. 4 nè, cái này chắc lai led quá ha. Rồi, 4 cây, cái này GB 12 luôn nè ha, 5 cây. Rồi, giá bán là 700.000, anh em nào mua chuyển khoản đủ bao xếp, không bao gì hết nha ha. Rồi, tiếp theo máy số 3. 350.000, Nati 113 ha. Đó, 350.000, thân máy vỏ pin, cái này thì bao chạy nha anh em, cái này bao chạy. Anh em nào cần xài cứ việc liên hệ, máy pin sạc liên hệ với em. Muốn máy chạy test máy thì cứ việc liên hệ các bạn Zalo số điện thoại 0335 172445 nha. Đầu kẹp tối đa 10 ly, hoạt động tốt, 18 cấp trượt nha, một cấp khoan ha, hai cấp tốc độ nhanh chậm, hai lô ở đây, móc đây, dây đây thì đủ. Thân máy vỏ pin nha anh em, hoạt động tốt ha. Em bán cho anh em giá là 350.000. Nati 12V. Tiếp theo máy số 4, hoạt động tốt ha, thân máy vỏ pin 350.000 luôn ha. Rồi đầu kẹp tối đa 13 ly ha. Pin này pin đóng 6 sao thoải mái nè, vỏ pin đứng nè. Đầu kẹp tối đa 10 ly, hoạt động tốt, vô ga nhẹ nhàng ha, không gơ không kẹt gì trơn. 22 cấp trượt, một cấp khoan, hai cấp tốc độ nhanh chậm ở đây ha. Hoạt động tốt luôn, full tính năng ha. Hai con đó có điều tốc nha. Rồi con số 5 này thì 300.000. Con này hai cấp tốc độ nhanh chậm nằm ở đây nè ha. Rồi cũng 18 cấp trượt, một cấp khoan luôn nè ha. Đầu kẹp tối đa 10 ly, cũng không kẹt không gơ gì hết trơn á. Thân máy và vỏ pin, con này không có điều tốc, con này 108 nha. Con này 108 không có điều tốc, bóng chạy nguồn ga là dừng thôi ha. Rồi anh em nào có nhu cầu dùng thì liên hệ với em, hoạt động full tính năng ha, bấm chạy nguồn dần hai cấp độ nhanh chậm, cấp trượt 18 cấp, cấp khoan kẹp tối đa 10 ly ha. Rồi thân máy vỏ pin hoạt động tốt, 300.000. Tiếp theo máy số 6, con này cũng vậy, hoạt động tốt luôn ha. Rồi D
đều tóc thắng đảo chiều đầy đủ ha. Máy bắn vít chuyên bắn lập nóc nhà lập ton thì là ngon lành. CD120D là 12V pin trượt. Anh em nào đóng pin thì cứ việc liên hệ luôn, máy pin sạc cũng có mà thân máy vỏ pin cũng có. Ở đây thân máy vỏ pin em bán 500.000 nha, thân gời dòng này góc tốc độ tua rất là cao, khoan rất là khỏe nha ha. Đầu thì không kẹt nè, không gơ, hoạt động tốt ngon lành ha. Rồi tiếp theo máy số 7 em bán cho anh em với giá là 800.000 nè. Cái con này thì chỉ có thân máy thôi nha, thân máy 800.000 nha. Anh em nào có nhu cầu dùng thì cứ việc liên hệ, pin này thì em test cho anh em xem thôi. Anh em muốn máy pin sạc, pin gin, sạc adapter hay là cái gì đó cứ việc liên hệ với em ha. Cái này công tắc của nó hãm cò lại thôi ha. Rồi hoạt động tốt, full tính năng, có pin sẵn thử luôn nè, đều tắt nè, thắng bảo chìm, hãm cò lại hiện bóp vô nửa cò hả. Rồi anh em nào cần dùng thì liên hệ, có đèn đốt đầy đủ nha ha, báo pin thì không có lên. Rồi đầu thì không kẹt không gơ, hoạt động tốt ha, chịu ba thân máy vỏ. Tiếp theo máy số 7 em bán cho anh em với giá là 800.000 nè. Anh em nào có nhu cầu dùng liên hệ 14.4 có thang nha, hoạt động tốt ha. Đây đều tóc máy ở chiều đầy đủ, đèn đốt đầy đủ, thân máy 800 nha. Rồi tiếp theo máy số 9 máy số 8 hả. Máy số 8 nha. Máy số 8 này thì em bán cho anh em với giá là 1.4 triệu. Anh em có nhu cầu thì cứ gì liên hệ với em. Thân máy vỏ pin đã vệ sinh sạch sẽ ha. Con này là con cắt cáp ha. Con này thì công việc nhẹ nhàng. Anh em nào có kết bạn Zalo đó, lên trên mấy cái bài đăng cũ của em có đăng em bán mấy con này cũng nhiều á. Cắt cáp rất là ngọt nha, đâu có pin đâu, chưa có ấy pin, chừng pin. Cái này thì anh em muốn đóng pin thì ở đây em có đóng nhận pin, đóng pin Samsung luôn nha. Đó, dung lượng thì tùy anh em, 2.5 2 chấm gì đó ha. Thì anh em cứ việc liên hệ với em. Đó. Thì con này là máy số 8 em bán 1.4 triệu, thân máy vỏ pin đã vệ sinh sạch sẽ hết trơn luôn ha. Đã vệ sinh sạch sẽ hết trơn luôn, hoạt động tốt, full tính năng, anh em xem ngoại hình nữa thôi. Ưng ý thì anh em lấy ha. Đó, 9.6 anh em đóng lên 12V nha. Rồi đây anh em xem lưỡi nha. Đây anh em xem cái lưỡi. Đó. Rồi anh em muốn test thì cứ việc kết bạn Zalo đi thì em test máy cho xem ha. Đó. Rồi, thân máy và vỏ pin nha, con cắt cáp. Đó. Cái này thì ngón tay cái đút vô bình thường nha. Đút cho thử thôi nha anh em nha. Đó. Rồi, cỡ ngón tay cái đút vô bình thường. Thì hoạt động tốt, ok, full tính năng hết đó. Cái này là cái lẫy chó tự động. Thì khi mà anh em đè con chó tự động nó xuống thì cái lưỡi này thì anh em dặn nó qua bình thường nè, cầm cái lưỡi chỗ này nè, cái này thiết kế là cho mình cầm nè. Đó, mình cầm mình dặn qua mình thử nè ha. Chứ đừng có cầm như vậy mình gặt vô đây cái là đứt tay luôn nha anh em ha. Rồi thì cái lưỡi này của nó anh em xem ngoại hình kỹ đi ha. Ưng ý thì cứ việc liên hệ với em, muốn đóng pin thì cũng có luôn, muốn thân máy vỏ pin cũng có luôn nha anh em. Rồi anh em nào dùng cứ việc liên hệ. Đó, con này thân máy vỏ pin đã vệ sinh 1.4 triệu. Tiếp theo máy số 9 thân máy vỏ pin nha. Con này lắp in Japan luôn nè, 108 giống như con kia vậy đó, mà con kia thì mất hết cái tem bên đây rồi ha, cho nên không thấy mắt in Japan. Con này thì cũng vậy, không có điều tóc, thân máy vỏ pin, đầu kẹp tối đa là 10 ly, hoạt động tốt, vô ga là nhẹ nhàng, ok, không lạnh hết đó. 18 cấp trượt, 1 cấp khoan, 2 cấp tốc độ nhanh chậm nha. Đó, giá bán là thân máy vỏ pin 300.000 nè. Đó, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ, muốn đóng pin cứ việc liên hệ em. Máy pin sạc bên em thì ở đây em bán có chế độ bảo hành gì đầy đủ nha. Rồi tiếp theo máy số 10 em bán cho anh em giá 400, con này Nati 6501, dòng này chạy cực kỳ êm máy, nhẹ máy nhưng mà cực kỳ khỏe ha. Rồi bắn ton là gì ngon lành, thân máy vỏ pin nha anh em ha. Đầu cổ là không có kẹt mà cũng không có gơ gì hết trơn á, bắn ngon lành lắm, máy chạy êm nhẹ mà khỏe. Rồi sạc lắp giật cũng được, khoan tường bắn dứt tùy diện được, bắn ốc được luôn nha anh em, chuyển sang đầu bu lông bắn ốc được luôn, bắn từ ốc từ 12V rồi gì được ha. Rồi chạy số giá bán 400.000 nha, thân vỏ pin. Rồi anh em nào muốn máy pin sạc cứ việc liên hệ. Tiếp theo máy số 11 em bán cho anh em giá là 1.1 triệu nha ha. Thân máy Makita mài 18V, sản xuất tại Trung Quốc nè, xuất thị trường Nhật ha. Rồi có thang nha, dòng này có thang, hoạt động tốt ha, đã vệ sinh trong ngoài ngon lành. Anh em nào có nhu cầu dùng cứ việc liên hệ với em nha ha, ngoại hình của nó anh em xem nha ha. Rồi con này là sử dụng điện đó, sử dụng pin 18V chứ không phải điện nha anh em, xin lỗi em nói nhầm. Cái này thì anh em nhận đá ra thì để đá vô đá 100ml đó, có nắp trắng và gì đầy đủ hết trơn luôn đó. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ, có pin rồi thì cứ việc mua thân máy thôi ha. Máy đã vệ sinh sạch sẽ, hoạt động tốt, full tính năng. Còn mà nếu như anh em muốn mua máy pin sạc cứ việc liên hệ em, máy pin sạc gin, nhận sạc gin hoặc là adapter gì cũng được. Đây thì em cũng test máy luôn cho anh em xem nha, lấy pin này của khách em test máy luôn ha.
hoạt động rất là ok luôn nha anh em ha. Dòng có than 18 volt thân máy 1.1 triệu. Hôm nay có bao nhiêu sản phẩm đó thôi, anh em nào có nhu cầu với sản phẩm nào cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335 172 445, em tên Sơn, hoặc Zalo số trên. Em xin chân thành cảm ơn, kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào. Ba còn máy nào nữa không ba? Rồi hết máy rồi, con nói kính chào cô chú đi. Con chào cô chú. Chúc cô chú đi. Rồi về sức khỏe. Ăn cơm cho đúng cách. Nói là mà. Cô chú sao nhá?